dương CNC Đài Loan được phân phối tại thị trường Việt Nam ở công ty Đại Phúc Vinh. Bạn thấy ở đây là chi tiết quá trình sản xuất, ánh mộng rất là lớn. Đặc biệt của máy mộng dương CNC là chỉnh mộng rất là dễ dàng, thời gian chết trong sản xuất là không có. Mộng rất là đẹp, mộng này dày 3 phân và dài 6 phân. Chi tiết thì xin truy cập vào website daiphucvinh.com.vn. Mộng rất là đẹp.